Lai đó. Đây là có vũ trường Mồng Lai nè, nhà hàng Kim Sơn, đường Lưu Văn Lang nè, đây là nhà hàng Thanh Thế nè đó. Tôi bán Arabica đặc sản Đà Lạt, cà phê Arabica Robusta. Rồi này đường Lê Thánh Tôn, phòng trà không tên này hồi xưa là rạp Lê Lợi nè. Trời ơi xinh kìa bà con bác không, trời ơi ơi ơi, tới trực tiếp tới khách sạn xin tiền luôn mới ghê bà con bác thấy không, chán thiệt. Rồi bây giờ không xin ở đâu nữa mà xin trực tiếp ngay tại khách sạn luôn, ra tại tận khách sạn ta đi ra rồi đó là đưa nó xin tiền, tệ quá. Ở đây là hầu như là du khách nước ngoài nhiều, là bộ mặt của thành phố ở đây nữa. Vòng vòng ở đây giờ bà con thấy không, hồi xưa có mấy người ẩn con xin tiền du khách đó, bây giờ bà mày gọi thấy hết rồi nè. Xin đâu xin chứ đi canh ngay người nước ngoài mà xin, bà con bắt cái đó là nó hậu quả ghê gớm lắm nha bà con. Bà mày rồi nó thật, mình xin người trong nước thì thôi mình không nói, mình người trong nước người ta hiểu, còn mà xin người nước ngoài kiểu đó đó, xin thưa bà con mắt mang tiếng chết luôn á. Họ là du khách mà họ ở có một thời gian là họ đâu có hiểu hết được đâu, cái họ đi về nước họ họ chụp những tấm hình đó rồi bắt đầu họ lan truyền là trời ơi dân Sài Gòn này nghèo khổ lắm đó, dân Sài Gòn này khổ thê thảm lắm, ăn xin ghê lắm, đầy đường bước ra khỏi cửa khách sạn là có người xin ăn chết luôn á, họ không có nhìn thấy hết được cái toàn cảnh. Có bao nhiêu người đâu mà cái họ làm nghĩ bắt đầu họ lan truyền đây, họ chụp những tấm ảnh đó đi là cuối cùng cái trời ơi dân Sài Gòn ăn xin dữ lắm đó, xin đến nỗi mà bước ra khỏi khách sạn thôi là đã thấy ăn xin khổ không. Còn đó đây là bà con mấy cái chỗ đổi đô nè, trời ơi ẩm con rồi đi xin bây giờ không tròn nè à, hết rồi nè thấy không. Ít ra phải vậy chứ mấy cái cảnh mà cái chỗ mà du khách này là không nên. Bà con có bác thấy không, ấn tượng nhất cái người Việt mình á, đi qua đâu qua Ấn Độ, trời giờ hả bà con bác nhắc đến từ Ấn Độ là bắt đầu là cái gì, trời ơi dân đó nó nghèo lắm, dân đó nó khổ lắm, trời nó ăn xin đầy đường, nó ngồi đầy đường, nó xin cái gì nó xin. Bà con ha, nhắc tới Ấn Độ là người ta nhắc đến cái kiểu mà nghèo khổ xin tiền rồi. Nhưng mà xin thưa bà con bác, cái nền kinh tế Ấn Độ nó cũng đặc thù lắm, nó cũng là một quốc gia mạnh trên thế giới nha bà con. Xin thưa bà con bác, Ấn Độ là một trong những quốc gia mà nền kinh tế cũng mạnh trên thế giới đó, chứ không giỡn đâu. Nhưng mà giờ đối trong đầu của người Việt Nam mình đó là trời ơi nước đó nó khổ lắm, nước đó nó nghèo lắm, nó sơ sát lắm, nó nhìn nó thê thảm lắm, thấy ghê không. Cho nên đặc biệt thì xin đâu ba mẹ cầu thì nói chung cũng không khó khăn, không có ác cảm gì, nhưng mà xin đâu cũng được á, mình xin người Việt mình đi à. Chứ còn mà mấy cái du khách này mình nên đừng có xin, tại vì nó không phải nó ảnh hưởng đến cả một cái quốc gia được nha bà con. Những người này họ đi về nước của họ, họ đâu có nói là họ nói chỗ Việt Nam nó khổ lắm, Việt Nam nghèo lắm, hỏi sao trời ơi xin hả, mới bước ra khỏi khách sạn thôi là có thấy người nó xin rồi đó bà con, có thấy ác kìa. Nhưng mà bà con mới nhìn đi, đâu phải là ai cũng người Sài Gòn mình, đâu phải ai cũng nghèo khổ đâu đó. Nhưng mà trong đầu du khách họ không có đi nhiều, họ chỉ quanh quẩn đó thôi, mà họ bước ra họ thấy vậy cái là họ đem về nước họ là những cái hình ảnh xấu đó, không nên. Xin thì xin người Việt mình đi đó, lá lành lùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Cho nên ba mày gọi là không có hoan nghênh cái kiểu mà ở ngoài mấy khu trung tâm này mà có đầy người ăn xin. À, khách nước ngoài quá trời luôn rồi. Mùa này mùa du lịch đúng luôn á.
những người nước ngoài đi, họ cầm cái cây quay phim đó, à, họ quay phim đó bà con. Rồi đây là ngã 6 Cộng Hòa nè. Ủa quên, bảy. Đây là ngã 6 Phù Đổng Thiên Dương. Rồi có tin gì mới không? Cập nhật nóng hổi cho bà con và bác biết luôn. Rồi không thấy tin gì mới hết. Đường này đường Lê Thị Riêng, hồi xưa là đường Ngô Tùng Châu. Bánh mì là bánh mì Vinh Hoa nè. Mitchell 48. Xưa trước năm 75 nơi đây là cái văn phòng đại diện của Phật giáo Hòa Hảo đây nè bà con. 114 Bùi Sơn. Đây là đường Bùi Thị Xuân. Tôn Thất Tùng nè, đó là Bùi Chu. Bánh mì Bùi Xuân, bánh mì Bùi Xuân này cũng ngon lắm nha bà con. Có từ cái thời lâu lắm rồi đó, 30 năm hơn rồi đó. Hồi đó ba mẹ còn cũng thường hay ăn bánh mì Bùi Xuân á. Hồi đó ba mẹ còn biết bánh mì Bùi Xuân nhiều hơn là Quynh Hoa nha bà con. Bánh mì Quynh Hoa với bánh mì Bùi Xuân này nó chắc cũng cùng thời đó chứ không giỡn đâu. Nhưng mà đó ba mẹ còn biết Bùi Xuân nhiều hơn. Quynh Hoa hồi xưa ba mẹ còn không biết. Khoảng dạo khoảng 10 năm gần đây là bắt đầu ba mẹ còn mới thấy nổi lên đó. Khoảng 10 năm mà chứ không nhiều đâu. Chứ trước đó thì không biết nổi tiếng có lúc nào thì không biết, nhưng mà ba mẹ còn nhớ là khoảng 10 năm độ lại à, hơn chứ, khoảng 15 năm á, đúng rồi, khoảng 15 năm, 14, 15 năm á, nổi tiếng khoảng 14, 15 năm gần đây. Trước đó thì ba mẹ còn biết Bùi Xuân nhiều hơn. Đi đâu đây? Ồ, đưa nguyên một cái cây bự. Trời ơi, cái cây này cái tuổi đời nó hơn tuổi đời của ba Michael luôn á, chứ không giỡn đâu. Hồi xưa ba Michael có thằng bạn ở nhà ở ngay đây nè. Trên đây là cái khu giống như khu tập thể vậy đó. Trong cái nguyên cái tòa nhà này có nhiều căn nhà lắm bà con. Nó giống như một cái khu tập thể trên đó đó. Ba Michael có từng lên đó rồi. Chợ này chợ Thái Bình nè. Hồi xưa ở đây là có cái hội Dục Anh nè, gặp Khải Hoàng. Chợ Thái Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường Chu Văn An. Đây là đường Cao Bá Nhạ. Phở Tí Trùng. Trời ơi, con đường thân thương. Hồi xưa ngày nào tôi cũng đi con đường này. Ở đó đi bộ bà con. Ngày nào ba mẹ con cũng đi con đường này đó. Nơi đây hồi xưa là nơi đóng quân của quân đội Mỹ đây nè. Ở đó đây là có cái cây đa bự lắm nè. Ở dưới cái gốc cây đa có bà bán bò kho. Bên đây là có chẩn y viện quận nhì hồi xưa ở đây nè bà con. Ở đây hồi xưa trước năm 75 là quận nhì nha bà con. Bên phải ba mẹ cò đây nè, bắt đầu từ đây nè bà con, kéo dài xuống người ta gọi là cư xá Cao Bá Nhạ. Trước khi mà nó có cư xá thì nơi đây là nơi của đạo Cao Đài bà con, nơi khai sinh ra của đạo Cao Đài ấy, là ngay đây nè. Rồi bên tay trái này hồi xưa là, thấy đây căn nhà này. Căn nhà này là hồi xưa là của bà Bầu Thơ đó bà con. Bà mở cái nhà hàng tên gì ba mẹ con không nhớ bà con. Bà con bác nào còn nhớ được cái nhà hàng của bà Bầu Thơ mở quán ăn tìm ăn tên gì bà con bác biết, bà con bác nhắc giúp ba mẹ con chứ. Rồi bên đây là sau năm 75 là sở lương thực nè. Còn bây giờ là tổng công ty lương thực miền Nam à, ở đó là sở lương thực của bà Ba Thi đó. Trước năm 75 thì nơi đây là của ông Người Trà nha bà con. Của ông Người Trà. Cái chung cư này cũng là của ổng nè, ổng cho người ta thuê. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì ổng đi đâu mất tiêu rồi. Cho nên cái căn nhà ở đây là những người thuê nhà ở đây được căn nhà ở đây. An An hồi xưa đây có cái cây. Bên đây là lít xì dầu nè bà con. Nhà này 90 biết này hồi xưa là của Nguyễn Thành Niệm á. Ở đây là lít xì dầu nè. Ở đây là nhà Bảo Xanh nè, vượt qua. Có không ta? Không biết nữa, ba Michael quên cái tên nhà Bảo Xanh này rồi. Bà con bác nào có nhớ bà con bác nhắc trước, giúp lại giúp ba Michael chứ. À, đây là nhà của bà Tám nè, bà Tám Villa. Cái khu này là khu cũng xịn sò nè bà con, hồi xưa có cái cổng. Ở đây các tóc nam này hồi xưa ba mẹ cậu gọi là nhà bà Sẩm. Ở đây hồi xưa có cái cây sake. À cây sake. Hẻm này hẻm Nguyễn Trung Thành nè. Tại vì có cái chỗ đóng sách gì đây Nguyễn Trung Thành đây nè. Giờ là trung tâm sách Nguyễn Huệ. Còn đây là công an quận nhất với đây Nguyễn Khu này bà con. Hồi xưa đó là chạy cưa. Ngay góc này là có bà bán bột, có ông bán bột chiên, ông người Tàu á bán bột chiên. Cái chỗ ba mẹ còn đang đứng nè, xưa có bà bán xôi. Hồi đó ba mẹ còn thường hay đi xe bột ở trong hẻm 70 nè. Vô hẻm quẹo tay trái có bà xe bột. Lâu lâu á ngâm cái mè đen á, xong có đem xuống đây nghe. Xay xong về nấu chè mè đen ăn. Còn cái hẻm này nè bà con, hẻm 35 này nè, cuối hẻm có một cái vỏ đường của ông giáo sư Bình đó, võ sư Bình chứ. Không biết bà con bác nào còn nhớ ông võ sư Bình không? Còn đây hẻm 48 nè bà con, hồi xưa quẹo vô bên tay trái là có nguyên khu mồ mã không à. Còn đây là nhà Hiến Binh nè. À, cư xá Hiến Binh. Có cái trường ở đây nè, trường này hồi xưa là trường Thành Trí. Đó, nguyên cái dãy nhà Hiến Binh đây nè bà con. Ở đó ở đây là có bà bán rau nè, ở dưới Bình Dương lên bán rau ở đây nè, bán ngồi ở đây. Còn bên đây phải này có bà bán bánh nướng nè. Hai vợ chồng bán bánh nước. Giờ làm cái tiệm tạp hóa nè, hết bán bánh nước rồi. Chắc
chắc đời con không bán. Còn đây là hồi xưa phường, hồi xưa trước đâu cũng phường rồi. Và ở đây phải này có cái depot nước đá. Đây là chợ cầu kho nè. Hồi xưa là người dân bán ngoài chợ ngoài đường rồi luôn nè bà con. Đó, chợ cầu kho hồi xưa là ta bày bán ngoài đường rồi luôn nè. Giờ là không có bày bán ngoài đường được. Hủ tiếu chay này của bà chị cũ này bán lâu đớm nè. Chị cũ này bán thì chắc cũng khoảng từ 87-88 đó bà con. Lúc đó bà mày cậu ăn là bà đã gánh bà bán rồi. Bà bán ngoài đường á. Ba mày cậu lúc mà bà bán ăn đợi ba mày cậu ăn bà, từ lúc mà bà mở ra luôn á. Giờ bà già lắm rồi. Đó bà mày cậu gọi bà bằng chị tại bà chán mắng à. À. Bà lớn ba mày cậu chắc vài ba tuổi vậy đó. Ở đây là cái cầu cầu kho nè. Hồi xưa ở đây cây gòn nhiều lắm bà con. Cái vùng đất cầu kho này xưa cây gòn nhiều lắm. Ngay dưới chân cầu này có hai cây gòn. Giờ cái cầu cầu kho bỏ rồi, cái đập cầu kho cũng bỏ rồi. Bữa nào ba mẹ cậu sẽ kể cho bà con lắng nghe về cái cầu kho ha. Ha. Tại sao nó có cái cầu kho và lúc đó là liên quan đến triều đình nhà Nguyễn nữa. Bữa nào có dịp ba mẹ cậu kể. Bà con có bác nhớ nhắc ha. Và bà con có bác muốn nghe không? Nghe ba mẹ cậu đi vòng vòng cái khu cầu kho này, ba mẹ cậu kể về cầu kho cho bà con bác nghe. Đây đường Nguyễn Cánh Trân. Khu này là khu Tây Ca nè bà con. Nó được hình thành vào sau khi mà ông Diệm ấm đánh đuổi lực lực lượng Bình Xuyên á, là cái khu này được hình thành. Còn đây là hãng bia con cọp nè, xá xị con cọp. Bây giờ là xá xị Trương Dương. Hồi đó là xá xị con cọp này nổi tiếng lắm, với lại xá xị con nai. Bà con quá ha, xá xị Trương Dương. Rồi tới đây rồi, hồi xưa ở đây có bến đò Năng Si nằm đây nè. Tới đây là nhà đèn chợ quán. Thôi nó cũng đã nhiều rồi, dài rồi. Làm chút chút thôi. Tới đây là rạp Bà Đô trên đây. Thôi, nói nữa thì nó còn nhiều lắm. Sài Gòn này ba mẹ cậu nói hoài không hết chuyện đâu bà con. Thôi ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.